Một tai nạn khiến Tả Tĩnh Doanh xuyên về thập niên 80 vào thân xác một người vợ lính. Nguyên chủ được người tốt chỉ điểm. Cuối cùng chồng cô muốn ly hôn. Hôm nay tớ nhất định không mặc bộ quân phục này, cũng phải ly hôn với Tả Tĩnh Doanh. Nam chính không ngờ rằng anh ấy sẽ thích cô gái xuyên không tên Tả Tĩnh Doanh này. Ai đó, mở cửa. Tả Tĩnh Doanh dựa vào ký ức của chủ nhân cơ thể này nhớ ra giọng nói. Là chồng hợp pháp của chủ nhân cơ thể, Lục Hạo Đình. Chờ chút. Tả Tĩnh Doanh không chịu nổi sự dễ thương của chủ nhân cơ thể, đã dọn dẹp lại căn phòng. Không thể đi mở cửa. Rõ ràng là cô ấy đang sợ tội. Bình thường không dễ thương thì thôi đi, thậm chí còn dám trộm của người. Vài phút sau, nhìn thấy Tả Tĩnh Doanh trong nháy mắt, Lục Hạo Đình suýt chút nữa không nhận ra. Kỳ lạ thật, người phụ nữ này hôm nay sao lại khác với mọi khi? Làm người ta không thể nhịn được mà muốn nhìn thêm vài cái. Bình thường tôi không ghét cô ta lắm sao? Người đàn ông này so với người đàn ông trong ảnh tôi thấy khi dọn dẹp phòng còn đẹp trai hơn nhiều. Anh về rồi. Một câu nói kéo suy nghĩ của Lục Hạo Đình trở lại. Anh ta không thèm để ý đến Tả Tĩnh Doanh, giận dữ đi thẳng vào trong nhà. Lục Hạo Đình đã tìm kiếm khắp mọi phòng, không thấy ai khác. Anh biết mình đã hiểu lầm người phụ nữ. Tả Tĩnh Doanh đột nhiên hiểu ý đồ của Lục Hạo Đình. Nói, em có nhiều khuyết điểm, nhưng em sẽ không làm những việc trái với lương tâm. Anh nghi ngờ em như vậy là không tôn trọng em. Xin lỗi. Em chấp nhận lời xin lỗi của anh, đồng thời em cũng xin lỗi anh. Anh không ở nhà, gần đây, em đi nhờ cơm nhà người khác, còn cãi nhau với họ, làm ảnh hưởng xấu đến anh. Nếu anh muốn ly hôn, em cũng đồng ý, nhưng có thể đợi thêm một thời gian được không? Hãy để em tìm việc làm ổn định rồi chúng ta sẽ ly hôn. Người phụ nữ này lại đang trì hoãn thời gian, vậy anh sẽ giúp em tìm việc làm, xem đến lúc đó cô ấy còn nói được gì nữa. Tự lo lấy mình đi. Nói xong, Lục Hạo Đình quay người rời đi, cuối cùng cũng vượt qua được cửa ải này rồi. Bước tiếp theo kiếm tiền thuê nhà. Lục Hạo Đình đi về phía trước, bỗng nhiên dừng bước, nhíu mày quay đầu lại. Người phụ nữ này hôm nay thật sự rất khác thường. Nếu là trước đây, tôi về nhà ngay lập tức, cô ấy nhất định sẽ khóc lóc om sòm. Huống chi cô ấy đáng yêu như vậy, còn biết dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ nữa chứ. Thấy Lục Hạo Đình dừng chân, Tả Tĩnh Doanh vội vàng nói nhà hết đồ ăn. Cũng không tiện giữ anh ở lại ăn cơm. Cô ta như muốn tôi mau chóng rời đi vậy. Không được, tôi đi căng tin mua cơm về, chúng ta cùng ăn. Tránh để cô ta lại đi xin cơm nhà người khác. Lục Hạo Đình chưa đi được vài bước, đã bị vài người phụ nữ vây quanh. Phó trung đoàn trưởng Lục, tôi đang đóng cửa nấu cơm. Vợ anh ở trước cửa nhà tôi nói chuyện suốt nửa tiếng đồng hồ. Phó trung đoàn trưởng Lục, vợ anh, lấy kẹo hồ lô của con trai nhà đại đội trưởng Lý. Anh mau quản lý đi. Lục Hạo Đình mặt tái xanh đứng đó. Suốt đời lần đầu tiên cảm thấy nhục nhã như vậy. Tả Tĩnh Doanh, Tả Tĩnh Doanh, em làm chuyện tốt rồi đấy. Tả Tĩnh Doanh đang định đi giặt quần áo thì nhìn thấy Lục Hạo Đình quay lại. Anh ta lên tiếng, có để quên đồ gì không? Đây là tiền của em, không được phép đi ăn ké nữa. Em sẽ tìm việc làm và chỗ ở cho anh. Tìm xong rồi thì ly hôn. Em không cần tiền của anh, chỉ cần tìm cho em chỗ ở là được. Cô ấy lại đang bày trò gì đây? Chẳng lẽ có ai đã bày kế cho cô ấy? Cứ để cho cô ấy dùng mềm để khắc cứng, dùng lôi để tiến. Dù thế nào đi nữa, cuộc hôn nhân này nhất định phải ly dị. Lục Hạo Đình ra lệnh với giọng điệu cứng rắn. Tiền đây rồi. Em mà còn đi quấy rầy nhà người ta nữa, thì anh sẽ đưa em về quê. Tả Tĩnh Doanh cười khổ nhìn số tiền trên bàn. Anh ta rời đi như một cơn lốc xoáy. Tiếng đóng cửa sầm lại, cho thấy người đàn ông đã tức giận đến đỉnh điểm. Không muốn dây dưa gì với cô ấy nữa. Chủ nhân trước thật ngu ngốc. Lục Hạo Đình mỗi tháng đều cho cô ấy tiền, nhưng cô ấy vẫn nghe lời xúi giục của kẻ tiểu nhân, chạy đến nhà người khác để ăn bám, phá hủy danh tiếng của anh ấy. 15 phút sau, Lục Hạo Đình quay lại, trong tay cầm một hộp cơm, khuôn mặt trầm tư, anh đặt nó lên bàn, không nói gì, anh lại rời đi. Cảm ơn, Tả Tĩnh Doanh cảm ơn anh ấy. Lục Hạo Đình không đáp lại, mà quay lưng bỏ đi. Tả Tĩnh Doanh nhìn bóng lưng anh cười khổ. Lục Hạo Đình thật là người đàn ông tốt, mọi mặt đều phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của tôi, nhưng bây giờ thì... Với người đàn ông này chỉ có thể là duyên phận không thành. Ngày hôm sau Tả Tĩnh Doanh không muốn tốn tiền đi xe, dự định đi bộ đến thị trấn. Ai ngờ khi đi ngang qua bến xe buýt, bị người ta gọi lại. Phó trung đội trưởng Lục, gia đình nghe nói cô lấy kẹo hồ lô của Đông Đông ngày hôm qua. Phải chăng phó trung đội trưởng Lục không trả tiền cho cô? Thật là quá đáng. Bản thân thì ở bên ngoài ăn ngon uống sướng, để cho cô ở nhà đói bụng. Nếu là người cũ, nghe lời khiêu khích của Lý Ái Mai, lâu rồi đã theo ý cô ta nói xấu Lục Hạo Đình. Nhưng những âm mưu nhỏ nhoi đó, đối với Tả Tĩnh Doanh bây giờ, chẳng đáng nhắc đến. Lão Lục đã để lại tiền cho tôi rồi, là tôi tự tiêu xài hoang phí, tiêu hết tiền rồi. Hôm qua lỡ tay làm rơi cây kẹo hồ lô của Đông Đông xuống đất. Tôi đã nói với bé rồi. Hôm nay bù cho bé 10 cây kẹo hồ lô, bây giờ chị dùng gì để bù đây? Hôm nay người phụ nữ này học thông minh thế, thậm chí còn không nhắc đến Lục Hạo Đình. Hôm qua lão Lục về đưa tiền cho tôi rồi, 10 cây kẹo hồ lô cũng chẳng đắt bao nhiêu, sao lại nói là không bù nổi? Cho dù phải ly hôn với Lục Hạo Đình thì tôi cũng không thể để người khác vu khống anh ấy được. Lý Ai Mai cười một tiếng, vỗ tay, ngoảnh lại nói với những người vợ lính đang cùng đợi xe buýt, mọi người đều nghe thấy rồi đấy.
làm chứng hộ tôi cái, đừng quay đầu lại, vợ của Phó Lục chúng ta. Chị Lý, chờ lúc cô ấy đi mua kẹo hồ lô cho con trai chị thì nói với mọi người một tiếng. Giang Tuyết Y bị Lý Ái Mai gọi thẳng tên, thật là ngại ngùng. Cô ấy giải thích với Tả Tĩnh Doanh, không phải tôi nói. Em biết chị dâu là người tốt bụng, làm sao lại có thể truyền những lời đồn vô bổ như vậy được. Chị ấy nói như vậy, Lý Ái Mai không chịu nổi nữa. Tả Tĩnh Doanh, chị nói ai đang truyền lời đồn vô bổ vậy? Dĩ nhiên là nói người đang truyền lời đồn rồi. Sao chị dâu? Chẳng lẽ là chị truyền lời đồn nhảm? Không phải đâu chị dâu. Chị là người có học thức, làm sao có thể làm ra những hành động tiểu nhân như vậy được. Em ơi, em không phải em nói. Vài người vợ lính xung quanh đều nhìn về phía Lý Ái Mai. Họ thật sự là nghe Lý Ái Mai kể. Lý Ái Mai bị mọi người nhìn đến mức toàn thân không thoải mái. Cô ta liếc nhìn Tả Tĩnh Doanh đầy giận dữ. Cô bé đáng yêu này, hôm nay sao lại nói năng sắc bén vậy? Nếu không phải lời chị dâu nói, thì tốt rồi. Lý Ái Mai tức giận đến mức mặt tái xanh. Thấy cô ấy quay người đi về hướng huyện, Lý Ái Mai lập tức cảm thấy tự hào hơn hẳn. Tả Tĩnh Doanh, cô không nói là phó doanh trưởng Lục để lại tiền cho em sao? Sao lại tiếc cả một đồng tiền xe? Tối qua ngủ không ngon, chị dâu mùi nước hoa nồng quá, sợ em ngửi. Cô ấy bị hồi nách, mùa hè đổ mồ hôi mùi càng nồng. Chỉ còn cách xịt nhiều nước hoa để che đi thôi, chẳng phải cô ấy đang khen cô ta sao? Nhân vật chính chính là do Lý Ái Mai dạy dỗ, nên mới suốt ngày đi xin ăn khắp nơi, tìm người ép Lục Hạo Đình về nhà. Bây giờ còn muốn mượn danh nghĩa giáo dục Lục Hạo Đình để nổi tiếng, vậy đừng trách cô ta không khách khí. Một vài người vợ lính cũng vui mừng quá đỗi. Bình thường mọi người đều không ưa Lý Ái Mai kiêu căng tự đại, nhưng không dám gây sự với cô ấy. Cuối cùng cũng có người trị cô ta rồi. Lúc này mọi người lại thấy Tả Tĩnh Doanh có chút đáng yêu đấy. Mười mấy phút sau, anh Lục, phía trước là vợ anh đấy à? Có muốn kéo cô ấy vào không? Người phụ nữ vừa xuyên không? Chồng cô ấy muốn ly hôn thân chủ cũ. Cách hành xử tiếp theo của người phụ nữ khiến chồng cô ấy cũng phải sửng sốt. Anh Lục, người phía trước là vợ anh à? Có nên kéo cô ấy lên không? Không được để cô ta lên xe, nếu không cô ta chắc chắn sẽ đeo bám tôi. Không cần đâu. Tần Phong, anh hỏi bố anh xem. Phong tuyển dụng của nhà máy quân sự, gần đây Tả Tĩnh Doanh nói, chỉ cần tôi tìm cho cô ấy một công việc và chỗ ở, cô ấy sẽ đồng ý ly hôn với tôi. Bạn bè, anh không dễ dàng mở miệng một lần. Yên tâm đi, cho dù nhà máy quân sự không thiếu người, tôi vẫn có thể tìm được đơn vị khác. Chỉ là một công việc thôi mà, chuyện nhỏ. Cảm ơn. Nói gì mà cảm ơn, như thế này là khách sáo rồi. Tần Phong lại nhìn người bạn chiến đấu cũ với vẻ đồng cảm. Tôi có người bạn chiến đấu xuất sắc như vậy, lại cưới phải một người vợ đáng yêu như vậy. Thật sự quá thiệt thòi cho anh ấy. Không ngờ từ khu nhà của quân đội đến thành phố lại xa như vậy. Đi lâu như vậy rồi, vẫn chưa thấy bóng dáng huyện thành đâu. Đồng chí vào thành phố à? Cho em đi nhờ một đoạn. Cảm ơn lãnh đạo. Sao lại là cô ấy? Tả Tĩnh Doanh không ngờ lãnh đạo này lại sẽ đóng vai trò quan trọng trong hôn nhân của cô ấy. Bạn trẻ, cô ở gần đây phải không? Không, tôi ở khu nhà của gia đình quân đội. Chồng tôi cũng là quân nhân như anh. Ồ, chồng bạn tên gì? Để xem tôi có quen không? Lục Hạ Đình, thuộc quân đội bộ binh. Là anh ấy, ha ha, tôi biết. Báo cáo kết hôn của hai người là do tôi phê duyệt đấy. Thật là trùng hợp. Sắp tới lại phải phiền anh phê duyệt đơn ly hôn cho chúng tôi rồi. Tả Tĩnh Doanh và Chu Chính ủy, hai người nói chuyện vui vẻ trên đường đi. Còn Trường Vị lái xe thì rất nghi hoặc. Người phụ nữ này sao khác hẳn với người tôi nhìn thấy trước đây? Trước đây tôi đã từng thấy bộ dạng dễ thương của cô ấy. Thật lo lắng Chu Chính Vị nói chuyện không cẩn thận, làm mất lòng cô bé đáng yêu này, sẽ bị mắng cho một trận. Cuối cùng cũng đến được huyện. Cảm ơn lãnh đạo, rảnh rỗi mời lãnh đạo uống trà. Ha ha, tốt. Tạm biệt. Lục Hạo Đình, một người tài giỏi và đồng chí nhỏ tuổi đầy thú vị này. Hai người thực sự rất đẹp đôi. Lần sau, Chính ủy đừng tốt bụng như vậy nữa nhé. Tôi lo lắng suốt đường đi. Sao vậy? Chính ủy không biết cô ấy là một người dễ thương lắm. Nói như vậy hơi khó nghe đấy. Anh ấy thật sự lo lắng cô ta sẽ chỉ thẳng vào mũi anh. Trương Vĩ đã kể lại những thông tin bí mật mà anh ấy biết được cho ủy viên Chu. Ủy viên Chu nghe xong cau mày và mắng anh ta một cách tức giận. Nhìn cách cô ấy nói và hành động thì không hề giống người mà anh nói. Đừng có nghe lời đồn đại, người ta vụ oan lung tung. Anh Trương Vĩ cũng thấy uất ức, tôi đâu có phải sợ Chính ủy thiệt thòi. Không ngờ lại bị khiển trách một trận. Tả Tĩnh Doanh sau khi hỏi thăm, cuối cùng cũng đến cửa hàng cắt tóc, không may là đúng lúc cửa hàng có việc. Hóa ra, chính chủ tiệm, bà Lương Lạp Mai đã làm hỏng tóc của khách hàng. Tả Tĩnh Doanh thấy chủ tiệm thực sự không có cách giải quyết, nên đã đứng dậy đề nghị, có thể giúp khách hàng làm tóc giả. Khách hàng vì con trai sắp kết hôn, thực sự không còn cách nào khác nên đành phải đồng ý. Cuối cùng đã giao dịch với giá 150 tệ. Tả Tĩnh Doanh vốn dĩ làm việc trong ngành làm đẹp, nhưng thứ này chẳng là gì với cô ấy.
Cô ấy lại nghĩ đến việc mình cần mua bột mì và đường. Cô ấy đã hứa sẽ mua 10 xiên kẹo hồ lô cho Đông Đông. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của một người phụ nữ tên là Tần Thục Phân, cô ấy đã mua được bột mì và những thứ cần thiết để làm kẹo hồ lô. Lúc đó, dù bạn có tiền và phiếu mua hàng, cũng không dễ mua được những thứ này. Tần Thục Phân là người khá có năng lực trong vùng đó. Cô ấy giúp đỡ Tả Tĩnh Doanh. Bởi vì cô ấy khá thích cô gái này, cô ấy định giới thiệu cô ấy cho cháu trai của mình. Cuối cùng, hai người trò chuyện thêm một lúc rồi mới chia tay. Gần đến giờ ăn tối, Lý Ái Mai lại bắt đầu gây chuyện. Giang Tuyết Anh nếu không mua cho con trai chị kẹo hồ lô, chúng tôi sẽ làm chứng cho chị. Đi đến chỗ lãnh đạo tố cáo cô ta đi. Lúc này, Tả Tĩnh Doanh đang cầm một đĩa bánh bao và kẹo hồ lô, đi về phía nhà của Giang Tuyết Anh. Cô gái một nữ chính xuyên không ra đi. Không ngờ lời nói của cô ấy lại khiến mọi người phẫn nộ. Tả Tĩnh Doanh nếu không đi mua kẹo hồ lô cho con trai của chị, chúng tôi sẽ làm chứng cho chị. Lên gặp lãnh đạo để kiện cô ta. Một cô gái quê mùa mà dám chống đối tôi. Hôm nay tôi nhất định phải xem cô ta bị đuổi việc. Cô ấy không biết, Tả Tĩnh Doanh đang đứng trong đám đông nhìn cô ấy biểu diễn. Tả Tĩnh Doanh không giành đồ chơi với Đông Đông. Kẹo hồ lô không cần phải làm ầm ĩ nữa. Mọi người về đi. Tôi chưa bao giờ hy vọng Tả Tĩnh Doanh sẽ đi mua kẹo hồ lô cho Đông Đông. Thật sự muốn làm ầm lên đến chỗ lãnh đạo à? Trông cô ấy và Lục Hạo Đình sau này còn làm sao? Đừng sợ, chỉ là cô ấy nóng tính quá thôi. Tả Tĩnh Doanh mới dám bắt nạt chị. Hãy đứng lên, đánh lại cô ta đi. Không thể để cô ta hoành hành trong khu nhà của chúng ta. Các cô cũng vậy. Còn nói người ta, khu nhà của chúng ta không thể giữ lại con ngựa hoang này. Các bà vợ lính dù ghét cách cô ấy nói chuyện, nhưng ai cũng không muốn làm cho việc này trở nên ồn ào. Có gì to tát đâu, chẳng qua là một cây kẹo hồ lô thôi mà. Thôi được rồi, chúng ta còn phải về nhà nấu cơm cho con nữa. Vì mọi người không muốn đi tìm lãnh đạo, thì tôi sẽ tự mình cắt đứt cơ hội cạnh tranh của Lục Hạo Đình và chồng mình. Cái gì mà thôi, các cô còn muốn cho cô ta tiếp tục ăn bám nữa à? Lý Linh, Trương Cô, các cô đều bị Tả Tĩnh Doanh chặn cửa mắng rồi mà. Sao lại phải nhịn nhục chịu đựng? Hay là chúng ta đi hỏi Lục Phó Doanh trưởng xem. Xem có phải anh ta đứng sau lưng Tả Tĩnh Doanh ủng hộ hay không? Tả Tĩnh Doanh không cho cô ta cơ hội tiếp tục khích động. Bước ra khỏi đám đông, nói lạnh lùng. Chị dâu đúng là giỏi uống nước sông Đông. Tôi làm là liên quan gì đến anh Lục? Bà ở đây cố ý khích bác mọi người làm gì? Tả Tĩnh Doanh bị nói xấu sau lưng, bị phát hiện cũng chẳng quan tâm. Đối với cô ấy thì càng ồn ào càng tốt. Anh chia chị không phải nói là cô ấy vừa muốn cho mọi người xem Tả Tĩnh Doanh nói không giữ lời, để khí thế của các chị em sôi nổi lên. Không ngờ lại nhìn thấy Tả Tĩnh Doanh cầm trên tay chiếc kẹo hồ lô. Đông Đông Tử nói được làm được phải không? Nói được làm được gì tốt? Các bà vợ quân nhân khác nhìn nhau, họ hơi không tin vào mắt mình. Chị dâu, hôm qua chị đưa cho em hai cái bánh bao, thật là cứu cánh của em. Hôm nay em thử nếm xem em gói bánh bao thế nào nhé. Gần như đủ cho mấy chị em ăn đấy. Tối nay nghỉ ngơi đi, đừng nấu ăn nữa. Chị ấy hơi bối rối. Chị ấy càng không dám tin. Không cần đâu, không cần đâu. Chị dâu ơi, đây là lần đầu tiên em gói bánh chưng đấy ạ. Chị cho em chút lời khuyên đi. Có gì không tốt thì em sẽ sửa lần sau ạ. Bánh chưng gói đẹp thế này, chắc chắn là ngon rồi. Tịnh Yến cười cười, rồi lại lạnh lùng nói với Lý Ái Mai. Chị dâu không xem được trò cười của em có phải rất khó chịu không? Ai xem trò cười của em? Hôm nay không thuận lợi, ngày khác lại tìm cơ hội. Chị dâu đừng đi vội, em còn muốn nói gì nữa? Không có thời gian rảnh rỗi. Chị dâu muốn đi cũng không thiếu một phút đâu. Những lời tôi muốn nói có liên quan đến chị, trừ khi chị thấy ngại không muốn nghe. Chính cô mới là người thấy ngại đấy. Tại sao tôi phải nghe cô nói linh tinh? Yên tâm, những gì tôi nói đều là sự thật. Không giống như chị, thích bịa đặt chuyện không đâu. Nhân tiện hôm nay đông người, em xin chào hỏi các chị. Tất cả là tại em mới đến, chưa hiểu sự đời. Nghe lời Lý Ái Mai dạy bảo mà đã gây phiền phức cho mọi người. Lần sau em sẽ dành thời gian mời mọi người đến nhà ăn cơm. Cô ấy thành tâm xin lỗi các chị dâu. Tư thế nhận lỗi của Tả Tĩnh Doanh rất thành khẩn. Nói xong, cô ấy lại cúi chào một lần nữa. Các chị dâu trong quân đội đều hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi, Lý Ái Mai còn xúi giục mọi người đi tố cáo Lục Hạo Đình với đơn vị nữa, để chồng cô ấy không thể thăng chức. Thật là vô đạo đức. Mọi người đều rất thương cảm cho Tả Tĩnh Doanh. Càng ồn ào, Phó Doanh trưởng Lục và cô ấy càng xa cách. Lý Ái Mai vẫn đang tự biện hộ cho mình. Tôi khi nào khiêu khích cô? Nếu chị dâu quên rồi, thì tôi sẽ giúp chị nhớ lại. Tĩnh Doanh, tôi nói với chị, người đàn ông tôi mà không về nhà, chắc chắn là có chuyện bên ngoài. Nghe lời chị dâu, em cứ đi xin ăn từng nhà. Nếu cách này không hiệu quả, thì cứ mỗi ngày tìm người khiêng về. Anh ấy thấy xấu hổ, sẽ phải ngoan ngoãn về nhà. Nếu vẫn không được thì đến tận doanh trại mà làm loạn. Chắc chắn lãnh đạo đang bênh vực chị và muốn xử lý anh ta. Giọng điệu của Tả Tĩnh Doanh hoàn toàn giống hệt Lý Ái Mai. Lý Ái Mai không thể tin được, chỉ vào Tả Tĩnh Doanh. Cô ơi, cô học theo tôi nói à? Em tin lời chị nên mới cãi nhau với anh Lục. Giờ anh ấy muốn ly hôn với em, chị vui rồi à? Tại sao lại là tôi? Hay là chị có dụng ý gì mà không dám nói ra? Nghe đến đây,
Lâm Mỹ Phượng nhớ lại mấy lần cô ấy cãi nhau với chồng. Hình như cũng là do Lý Ái Mai xúi giục. Ngay lập tức, cô ấy cùng chung lòng cấm ghét với Tả Tĩnh Doanh. Tả Tĩnh Doanh, em đừng buồn. Chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng với Lục Hạo Đình. May mắn là em không đến quân đội gây chuyện. Nếu không thì Lục Hạo Đình sẽ thực sự bị đuổi việc. Sao có thể hại người như vậy? Những người vợ của các quân nhân khác tuy không lên tiếng, nhưng trong lòng đều đứng về phía Tả Tĩnh Doanh. Lý Ái Mai thấy mọi người đều tin. Nổi giận đùng đùng, hét vào mặt Tả Tĩnh Doanh. Tả Tĩnh Doanh, tôi không nói vậy, là do cô tự bịa đặt ra thôi. Đừng tưởng học được cách nói của tôi là có thể vu oan cho tôi. Dám làm mà không dám nhận là rùa rụt cổ. Cô nói ai là rùa đấy? Một cô gái quê mùa toàn mùi chạy ra thành phố làm loạn. Cút về quê của cô đi. Lời này thật là quá đáng. Cả khu nhà này, hầu hết những người vợ lính đều xuất thân từ nông thôn. Ai là người quê mùa đấy? Chỉ vì mình là người thành phố nên tỏ ra kiêu căng như vậy à? Sao chúng tôi là người nông thôn lại phải chịu đựng sự bắt nạt của cô? Cô cao quý đến vậy thì tại sao lại ăn lương thực mà chúng tôi trồng? Có bản lĩnh thì đừng ăn đi. Còn nói người khác quê mùa nữa chứ. Chẳng thêm người xem bản thân mình có mùi gì. Ngồi xe cùng cô mà muốn ngạt thở. Lý Ái Mai đã chọc vào tổ ong. Tất cả những người vợ lính xuất thân từ nông thôn đều đứng về phía Tả Tĩnh Doanh để lên án cô ta. Lý Ái Mai bị nói cho đến mặt tái xanh. Cứ bắt cô oan ức. Lý Ái Mai tức giận đến mức mặt đỏ bừng bừng. Muốn động tay thì cấm lời. Bị một đám vợ lính vây quanh. Làm gì đấy? Dám động tay với Tĩnh Doanh à? Chúng tôi sẽ lên quân đội tố cáo cô, để thủ trưởng nói cho cô nghe. Người nông thôn thì phải để các người ở thành phố bắt nạt sao? Cô dám động vào Tĩnh Doanh đấy à? Chúng tôi sẽ giúp cô ấy làm chứng. Lúc này, Lục Hạo Đình và người đàn ông của Lý Ái Mai là Trương Thiết gặp nhau ở cổng nhà thuộc địa. Hai người có nói, không nói vài câu về chuyện luyện tập quân sự. Anh Lục, cuộc thi đối kháng quân sự ngày mai kia, anh chuẩn bị thế nào rồi? Chuẩn bị xong rồi, tôi tin tưởng anh. Trong lúc nói chuyện, hai người nghe thấy tiếng cãi và sắc nhọn của người phụ nữ. Các người đều bị Tả Tĩnh Doanh lừa rồi. Bán hưởng tôi hu hu. Lý Ái Mai thấy mình bị mọi người ghét bỏ, sợ thật sự ồn ào đến mức bị đánh, cũng không dám nói thêm nữa, thẳng thắn khóc lên. Trương Thiết nghe vợ mình vì Tả Tĩnh Doanh bị tất cả các bà vợ quân nhân trong khu nhà quân đội công kích. Anh ta nhìn Lục Hạo Đình bên cạnh với vẻ mặt phức tạp. Lão Lục quản lý vợ anh đi. Cô ấy sắp đi khắp khu nhà rồi, giờ lại còn oan ức người ta. Vợ tôi tính tình hiền lành như vậy, cũng bị tức khóc rồi. Người đàn ông muốn ly hôn với người phụ nữ xuyên không. Không ngờ hành động của người phụ nữ lại khiến anh ta nghi ngờ. Anh Lục, hãy quản lý vợ của anh đi. Chị ấy sắp đi khắp cả khu nhà rồi, giờ còn đổ tội cho người khác nữa. Vợ tôi hiền lành thế mà cũng bị tức khóc. Vợ tôi non nớt, bị người ta lợi dụng, mắt của quần chúng là sáng suốt. Không phải ai khóc thì người đó có lý. Anh ấy không phải là người ghét nhất Tả Tĩnh Doanh sao? Sao lại còn bênh vực cho cô ta? Nghe lời nói của anh ta có nghĩa là nói vợ của anh ta, còn lợi dụng vợ của anh ta nữa. Lão Lục, anh nói rõ ràng đi, ai lợi dụng vợ của anh? Anh ta vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng của Tả Tĩnh Doanh vọng lại. Chị dâu tưởng những lời chị nói không ai nghe thấy à? Muốn chối bỏ đúng không? Tôi nói cho chị biết, khi chị nói những lời đó với tôi, ít nhất cũng có hai người nghe thấy. Có cần tôi gọi họ đến không? Chúng ta đến chỗ thủ trưởng nói rõ ràng. Chị muốn lợi dụng em để đạt được mục đích gì? Lão Lục, quản lý vợ anh đi. Đừng có chuyện gì cũng đưa vào tay cô ấy. Ảnh hưởng không tốt cho cả hai chúng ta. Làm việc minh bạch, sợ ảnh hưởng gì? Hắn đang mỉa mai vợ tôi dùng thủ đoạn sau lưng à? Cuộc thi đầu đối kháng quân sự vào ngày kia. Tôi hy vọng phó trưởng Doanh Trương có thể thắng tôi bằng năng lực của chính mình. Anh Lục, anh có hiểu lầm tôi không? Lục Hạo Đình thực sự không nghe nữa. Anh ấy bước đi với những bước dài về phía cửa nhà Giang Tuyết Anh. Vượt qua đám đông, anh ấy thấy Lý Ái Mai đang hoảng loạn ngăn cản Tả Tĩnh Doanh. Trương Thiết cũng nhìn thấy vẻ hoảng loạn của vợ mình. Anh ấy ngượng ngùng nói với Lục Hạo Đình. Phụ nữ hay thích ngồi lê đôi mách. Chị dâu của anh nói năng không mấy hay đâu. Anh Trương, anh khéo léo né tránh vấn đề thật đấy. Lý Ái Mai lộ rõ vẻ hoảng hốt, mà anh lại làm ngơ. Trong lòng không có quỷ, hoảng làm gì, ngược lại là Tả Tĩnh Doanh. Ánh mắt trong veo, thanh thản, ai đúng ai sai, nhìn là biết ngay. Tôi muốn xem thử, Tả Tĩnh Doanh sẽ còn tiếp tục như trước đây không? Lại khóc lóc om sòm nữa, Tả Tĩnh Doanh chính là người đã dọa Lý Ái Mai đấy. Tả Tĩnh Doanh đánh cược vào việc Lý Ái Mai có tật giật mình. Không đúng, không đúng. Nhìn vẻ tự tin của cô ấy kia. Chẳng lẽ hôm đó trong nhà thật sự còn có người khác? Thôi thôi, đừng đến nỗi phải đến mức đấy, là mất mặt chồng mình. Đúng rồi, cả một khu chung cư ở đây, cúi đầu là gặp nhau. Thôi vậy, cô ấy cũng về nhà nấu cơm. Gia đình hai người phụ nữ này, tất cả mọi người đều làm việc dưới quyền gia đình của Lý Ái Mai. Không còn cách nào khác ngoài việc ra ngoài thuyết phục hòa giải. Ai cũng có thể nhận ra sự lo lắng của Lý Ái Mai. Chắc chắn cô ấy đã nói những điều đó. Được rồi, vì chị em dâu đã lên tiếng, chuyện này coi như xong. Bây giờ Lục Hạo Đình và Trương Thiết đang cạnh tranh thắng trước. Không thể vì chuyện của tôi mà ảnh hưởng đến Lục Hạo Đình. Lý Ái Mai càng không muốn làm to chuyện này. Có người cho bậc thang thì nhanh chóng xuống thôi. Chuyện này tôi cũng không truy cứu nữa. Dù sao thì lâu ngày cũng sẽ rõ lòng người. Người tốt kẻ xấu sớm muộn gì cũng sẽ phân minh. Cô ấy sợ sau khi lấy lại thể diện cho bản thân, bị cấm nói và bị đuổi việc, nên vội vã chuồn đi, chạy nhanh như bay. Nhìn cô ta, rõ ràng là đang lúng túng. Tả Tĩnh Doanh cười.
để bày tỏ lòng biết ơn với những người chị dâu đã giúp đỡ mình. Hôm nay cảm ơn các chị dâu đã bênh vực cho em. Ngày khác em sẽ mời mọi người ăn bánh bao. Không cần, không cần. Em đừng đến nhà chúng tôi ăn ké là được rồi. Không còn đâu. Trước đây em còn nhỏ, không hiểu chuyện, bị người ta lợi dụng. Sau này em sẽ không làm những chuyện sai trái nữa. Đây vẫn là Tĩnh Doanh mà anh biết sao? Sao lại giống như một người khác vậy? Lục Hạo Đình nghi hoặc rời đi. Tĩnh Doanh không biết Lục Hạo Đình đã đến. Tĩnh Doanh trở về nhà, vừa đúng với ánh mắt thăm dò của Lục Hạo Đình. Người này không thể đoán được. Hình như không có gì có thể qua mắt anh ta. Cũng kệ anh ta đi, dù sao cũng sắp ly hôn rồi. Chỉ còn vài ngày thôi, sao cũng phải qua được thôi. Lát nữa ánh mắt cô ấy sao lại có chút lảng tránh. Cô ấy sợ cái gì? Anh lại nhớ đến những lời của Tà Tĩnh Doanh hôm nay. Lục Hạo Đình cảm thấy rất phức tạp, chỉ do dự một thoáng. Lục Hạo Đình đã hạ quyết tâm. Không thể mềm lòng, không thể ở bên một người phụ nữ như vậy cả đời. Đau một lần còn hơn đau cả đời. Tà Tĩnh Doanh nhìn vào ánh mắt kiên định của Lục Hạo Đình, như thể đã đưa ra một quyết định quan trọng. Cô giả vờ không nhìn thấy, mang thân phận vợ của người khác, cũng phải làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Nên cô ấy nói với anh ta, về nhà tối nay em gói bánh bao, anh ở lại ăn có được không? Lục Hạo Đình nhíu mày lại. Anh ấy không nói gì, chỉ ngồi thẳng lưng trên ghế, mắt nhìn thẳng về phía trước. Tà Tĩnh Doanh thấy buồn cười, anh ta không muốn làm việc mà bị người ta giám sát. Cô chỉ vào rèm cửa trên bàn nói, vừa hay anh về, giúp em treo rèm cửa lên nhé. Anh luôn không ở nhà, không có rèm cửa không an toàn. Cô ấy đang ra lệnh cho tôi sao? Cảm giác này khiến tôi rất khó chịu. Thấy anh ta không nhúc nhích, Tà Tĩnh Doanh lên tiếng, thôi đi, nếu anh không muốn làm, lát nữa em tự treo. Nói xong, cô ấy không còn để ý đến anh ấy nữa. Cô ấy tự mình đi vào bếp gói bánh bao. Cô ấy thậm chí không bồn chồn như trước. Điều này thực sự khiến tôi cảm thấy hơi không quen. Nhìn căn phòng sạch sẽ do cô ấy dọn dẹp, anh ấy nhận ra người phụ nữ này đã thực sự thay đổi rất nhiều. Một người phụ nữ ở nhà mà không có rèm cửa thực sự sẽ sợ hãi. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Vì cô ấy đã đề nghị rồi, thì tôi sẽ giúp cô ấy treo lên thôi. Sau khi treo rèm cửa xong, Lục Hạo Đình nhìn thấy Tà Tĩnh Doanh đang làm việc, cảm thấy cô ấy rất đáng yêu, hiền hậu, đảm đang. Không thể nào, cả đời này cô ấy cũng không thể trở thành một người vợ hiền, mẹ tốt. Cô ấy làm tất cả những điều này chỉ để níu kéo tôi. Điều kỳ lạ là, cô ấy về nhà đã lâu như vậy mà vẫn chưa hề nhắc đến chuyện Lý Ái Mai đứng sau lưng nói xấu cô ấy. Cô ấy hoàn toàn có thể dùng việc này làm con bài. Chẳng lẽ Tà Tĩnh Doanh muốn tôi biết chuyện này qua lời người khác? Cô ấy có tâm cơ sâu như vậy sao? Cô ấy có thể thâm hiểm đến vậy không? Lục Hạo Đình lại liếc nhìn Tà Tĩnh Doanh. Không thể nào. Điều tinh xảo nhất cô ta làm là giả vờ rơi xuống sông để tôi cứu cô ta, cuối cùng ép tôi cưới cô ta. Lục Hạo Đình lại nhớ đến những gì Tà Tĩnh Doanh đã làm tối hôm đó. Anh ta lập tức cảm thấy buồn nôn, càng quyết tâm ly hôn với Tà Tĩnh Doanh. Cho dù cô ta có làm gì để trục lỗi, tôi cũng tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Lục Hạo Đình sẽ không ngờ rằng mình sẽ có một ngày hối hận, lại còn yêu phải cô gái xuyên không này nữa. Tà Tĩnh Doanh cũng không ngờ rằng Lục Hạo Đình chỉ là giúp mình treo một tấm rèm cửa mà đã nghĩ nhiều như vậy. Đối với Tà Tĩnh Doanh, đàn ông chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ kiếm tiền của cô ấy. Tình yêu đều là thứ dày vào con người. Chỉ có tiền mới mang lại cho cô ấy cảm giác an toàn, để chồng không phát hiện ra thân phận của mình. Hành động của người phụ nữ suýt nữa khiến cô ấy mất mạng. Em sao vậy? Tà Tĩnh Doanh không nói được nữa. Cô chỉ có thể chỉ vào cổ họng của mình. Xong rồi, vừa xuyên không được mấy ngày đã chết. Có phải tôi là người xuyên không ngắn ngủi nhất? Lục Hạo Đình nhìn thấy phản ứng của Tà Tĩnh Doanh, sau đó anh ta lập tức đi về phía cô. Cuối cùng Tà Tĩnh Doanh cũng được cứu, là Lục Hạo Đình đã dùng phương pháp hầm lích giúp cô ấy nhổ được cái bánh bao đang mắc kẹt ở cổ họng. Cảm ơn anh. Sau này ăn cơm đừng có ăn vội như thế. Đây coi như là sự quan tâm đến từ một người đàn ông thẳng thắn à. Người phụ nữ này hôm nay sao lại kỳ lạ thế? Nếu trước đây tôi bị ức hiếp, chắc chắn sẽ khiến cả xóm bất an. Người đàn ông này lại nghi ngờ tôi sao? Lúc này chính là để tránh cho anh ta nghi ngờ, học theo nguyên chủ. Ăn cơm xin nữa thì mất mạng. Không được, người đàn ông này quá nguy hiểm. Hãy nhanh chóng rời đi thôi. Cô đang do dự, không biết mở lời thế nào. Phía Lục Hạo Đình nói trước. Anh đã tìm được cho em một công việc ở nhà máy dệt và cả ký túc xá nữa. Nhà máy dệt là đơn vị tốt. Cho dù chỉ là công nhân thời vụ, cũng có người muốn chen chân vào bằng mọi giá. Anh đã tìm được việc làm rồi. Tìm việc làm khó quá. Cô ấy có bị lừa không? Không được, tôi phải hỏi rõ đơn vị nào. Cửa hàng cắt tóc, em muốn học một nghề. Làm kinh doanh riêng không có bảo đảm. Nói sa thải là sa thải. Làm việc ở nhà máy dệt, nếu làm tốt có thể được chính thức. Em nên suy nghĩ kỹ lại. Em đã đồng ý rồi, không đi thì không hay. Dù nhà máy dệt tốt, nhưng làm ca đêm thì em bị suy nhược thần kinh, không thể làm nổi. Tà Tĩnh Doanh nhìn gương mặt nghiêm nghị của Lục Hạo Đình. Cô biết anh chắc chắn lại hiểu lầm rồi. Không tin, nghĩ rằng em vì không muốn ly hôn nên bịa ra công việc này. Em cho anh xem một thứ. Sự thật luôn rõ ràng. Tà Tĩnh Doanh lấy ra bộ tóc giả chưa hoàn thành của mình. Cô cười nói với anh ta, đây là công việc của em đấy. Ông chủ yêu cầu là một bộ tóc giả trong vòng một tuần. Em muốn thứ. Học một nghề, tốt hơn là làm công nhân. Lục Hạo Đình nhíu mày nhẹ. Đối mặt với Tà Tĩnh Doanh tràn đầy tự tin, nụ cười rạng rỡ như vậy, anh ta phải thừa nhận rằng mình bị cô ấy thu hút.
Được rồi, vì em đã quyết định thì hãy làm việc chăm chỉ. Được, ban đầu tưởng rằng từ chối công việc mà Lục Hạo Đình giúp tìm kiếm, anh ấy sẽ tức giận. Không ngờ anh ấy lại tôn trọng người khác như vậy. Người đàn ông tốt như vậy nên để anh ấy tự do. Cho em một tuần. Một tuần sau em sẽ làm xong tóc giả, sẽ có tiền thuê nhà ở thành phố. Nhưng nếu anh không yên tâm, ngày mai em có thể đi cùng anh làm thủ tục ly hôn. Tóc giả 150 tệ, Tạ Tĩnh Doanh chỉ trả 50 tệ đặt cọc. Sau khi mua những thứ cần thiết, cô ấy đã hết tiền để thuê nhà. Em thực sự đồng ý ly hôn à? Ừ, ngày mai sáng sớm chúng ta đi làm thủ tục. Được rồi, cô ta chủ động đề nghị ly hôn. Tôi tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này. Bánh bao đi, nguội hết rồi. Được, tối đó, Tần Phong hỏi Lục Hạo Đình một cách hóng hớt. Lục lão, thế nào rồi? Cô ấy có đồng ý làm việc ở nhà máy dệt không? Cô ấy không đi, tôi đã nói mà. Cô ta không thể bỏ qua được cậu đâu. Bạn đoán sai rồi, cô ấy đồng ý ly hôn. Cô ấy sẽ đồng ý ly hôn. Hãy nhớ rằng anh Lục là một người rất đào hoa, không cần phải nói về người khác, chỉ riêng em gái của anh ấy. Gặp anh Lục một lần thôi đã nhớ mãi không quên. Cuối cùng, cô ấy biết anh ấy đã kết hôn, nhìn bằng mắt thường cũng thấy, ánh sáng trong mắt cũng không còn nữa. Ừ, ngày mai sáng sớm sẽ đi làm thủ tục. Dù sao thì tôi cũng không tin rằng Tạ Tĩnh Doanh sẽ buông tay, nhưng mà ngày mai sẽ biết thôi. Ngày hôm sau, Lục Hạo Đình sợ Tạ Tĩnh Doanh đổi ý. Để tiết kiệm thời gian, đã đặc biệt mượn xe đạp hai bánh của quân đội về. Anh ấy còn chu đáo đặt một chiếc đệm bông ở ghế sau cho Tạ Tĩnh Doanh, để Tạ Tĩnh Doanh ngồi cho thoải mái. Đây là lần đầu tiên Lục Hạo Đình dẫn Tạ Tĩnh Doanh đi dạo trên phố. Nhìn thấy khung cảnh hạnh phúc này, có người chúc phúc, có người lại thấy chói mắt. Giang Tuyết Anh thật lòng mong Tạ Tĩnh Doanh có thể sống tốt. Còn Lý Ái Mai thì khác, cô ấy nhất định phải khiến Tạ Tĩnh Doanh khó chịu. Sử dụng tôi, hai vợ chồng các người ngược lại lại hòa thuận. Chị dâu, tối qua cãi nhau với anh Trương à? Nhìn chị cười tươi như hoa. Đi đường cẩn thận nhé, đừng có mà bị vấp ngã, tôi xem chị. Vậy thì cô cứ từ từ xem đi, dù sao cũng sẽ không mắc lừa chị nữa đâu. Cái suy nghĩ của chị thì tự chị tiêu hóa đi. Lý Ái Mai tức giận không nhẹ, Tạ Tĩnh Doanh đã đi xa rồi, cô ấy cũng không thể phản bác. Đã giành được một chiến thắng đẹp, Tạ Tĩnh Doanh tâm trạng rất tốt, ngồi thong thả ở phía sau xe đạp. Đi một lúc, bỗng nhiên xe đạp chao đảo mạnh, Tạ Tĩnh Doanh suýt nữa ngã xuống. Sợ hãi, cô vội vàng vịn lấy Lục Hạo Đình, Tạ Tĩnh Doanh va vào không nhẹ. Cái mũi của cô đụng phải lưng cứng rắn của Lục Hạo Đình. Vừa chua vừa đau, nước mắt tôi sắp tuôn ra rồi. Lục Hạo Đình lập tức căng thẳng. Nơi cô ấy ôm tôi như bốc cháy vậy. Tạ Tĩnh Doanh vội rút tay lại và giải thích với anh. Xin lỗi, em sợ rơi xuống. Không cố ý đâu. Lục Hạo Đình mặt đen xì, giọng nói lạnh như băng. Xuống xe. Xuống xe thì xuống xe, tự mình đạp xe mà không biết nhìn đường, lại còn trách người khác. Nợ anh là nguyên chủ chứ không phải là tôi. Tôi dựa vào đâu mà phải chịu đựng khí của anh? Cô ấy tức giận rồi, cũng không chờ Lục Hạo Đình. Cô ta tức giận đi về phía đơn vị. Lục Hạo Đình đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng tức giận của cô ta, không nói gì. Anh ta cúi đầu nhìn thấy hòn đá trên mặt đất. Vừa rồi chính mình quá tập trung suy nghĩ, không chú ý bánh xe cán phải hòn đá. Quả thật là chính mình hiểu lầm cô ta rồi. Nghĩ lại phản ứng của mình vừa rồi hơi quá đáng. Lục Hạo Đình vội vàng đuổi theo xin lỗi. Mau đi, ly hôn sớm đi, để tôi khỏi thấy anh khổ sở. Nói chuyện nghe sao mà giống giận dữ vậy? Thôi kệ đi, anh ta muốn nghĩ sao thì nghĩ. Sắp ly hôn rồi, ai cũng chẳng quản ai. Lục Hạo Đình nhìn thấy Tạ Tĩnh Doanh mắt ướt lệ, mũi đỏ bừng lên. Biết là do lúc nãy mình đụng mạnh, nhưng anh lại chẳng biết nói gì, thế nên cứ im lặng. Tạ Tĩnh Doanh không chịu lên xe, Lục Hạo Đình cũng không tiện tự mình đi xe đạp. Ngay sau đó, có một chiếc xe đẩy theo sau cô ấy. May mắn là nơi ly hôn không xa, chẳng mấy chốc đã đến nơi.